giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ cuộc sống của Angela Phương Trinh sau khi giải nghệ. Angela Phương Trinh được khán giả biết tới thông qua nhiều vai diễn nổi tiếng từ khi còn tấm bé. Tuy nhiên, cái giá của việc tham gia nghệ thuật sớm dường như quá lớn khi cô nhận về không ít tài tiếng và bị gắn mác nữ hoàng thị phi. Sau khoảng 2 năm trở lại đây, Angela Phương Trinh trở nên khá kín tiếng và vắng bóng trong các sự kiện giải trí. Facebook của cô cũng không còn tràn ngập các màn khoe thân nóng bỏng như trước, thay vào đó là các hình ảnh thường xuyên đi chùa, làm từ thiện, tham gia các hoạt động cộng đồng. Có lẽ Trinh chưa nếm hết hương vị của cuộc sống, nhưng Trinh tin chắc con đường Trinh đang chọn có thể không rực sáng hơn đồng nghiệp, nhưng nó bình an trong tâm hồn. Dòng chia sẻ của nữ diễn viên sinh năm 1995 khi quyết định từ bỏ ánh hào quang showbiz để chọn một cuộc sống không địa vị, không bon chen. Đã từ rất lâu rồi người ta không còn thấy hình ảnh của một Angela Phương Trinh hở bạo hay nổi loạn với hàng loạt phát ngôn sốc, mà thay vào đó là một Phương Trinh nhu mì, chừng mực trong ăn nói và kiên nhẫn với việc ăn chay trường, không sát sinh, tạo nghiệp. Trong quá khứ, Angela Phương Trinh có những cái khiến người ta khó chịu, không vừa ý. Thì hiện tại, ngoài việc ngưng hoạt động nghệ thuật, cô không còn ăn mặc lộng lẫy, nhận spotlight. Thay vào đó, trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh thường xuyên mặc trang phục giản dị tham gia các khóa tu. Cùng với đó là những triết lý về Phật Pháp mà cô học được trong cuộc sống. Do vậy mà Angela Phương Trinh ngày càng được nhiều người yêu mến hơn. Ngoài đi chùa thì cô cũng bắt đầu ăn chay từ năm 2018. Đầu năm 2020, Angela Phương Trinh xác nhận đã phát nguyện ăn chay trọn đời. Theo cô, việc ăn chay và tu thiền là tuân theo tinh thần của Phật Pháp với tâm nguyện cầu phúc. Cô cũng không còn mặn mà với nghệ thuật, chỉ xuất hiện trong một vài sự kiện giải trí nhất định. Người đẹp cũng chăm chỉ tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, dành nhiều sự quan tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cô còn dành thời gian tìm hiểu miền đất Phật qua nhiều thánh địa trên thế giới. Từng muốn làm ca sĩ, hoa hậu, nhưng giờ nữ diễn viên chỉ muốn làm con ngoan của mẹ, làm chị gái tốt lo cho em. Đối với nhà chùa, Angela Phương Trinh là một Phật tử chăm chỉ và tâm huyết trong các hoạt động. Bà mẹ nhí chia sẻ hình ảnh đi chùa, lễ Phật, thiện nguyện, trái ngược hoàn toàn với 2 năm trước. Không dừng lại ở đó, với mong muốn khuyến khích mọi người sử dụng thực phẩm chay, hạn chế sát sanh, Angela Phương Trinh đã cùng gia đình xây dựng bếp chay. Trong đó, bố và em gái Phương Trang cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ chị. Cả hai cùng quyết định ăn chay trường giống nữ diễn viên. Angela Phương Trinh tâm sự, con đường cô lựa chọn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng cô vẫn sẽ bước tiếp. Theo cô, điều đẹp nhất mà tiền bạc không mua chính là thời gian và kỷ niệm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.